không có gì xa lạ với tất cả chúng ta ở đây. Biết bao nhiêu những lời dạy khôn ngoan, những lời dạy rất tuyệt vời của Ngài, chúng ta đều đã từng đọc và nghe. Bài thơ Con có một tổ quốc là một trong những bài thơ nổi tiếng của Đức Cha, với lời nhắn nhủ là người Việt Nam chúng con phải yêu quê hương gốc một. Kính thưa quý vị, lời thơ Con có một tổ quốc do nhạc của nhạc sĩ Hùng Lê sẽ được trình bày bởi đoàn thiếu nhi thánh thể Anrê Dung Lac thuộc giáo xứ Đức Mẹ La Ba. Xin quý vị một tràng pháo tay cho đoàn thiếu nhi thánh thể. Reverend Fathers, kính thưa quý Đức cha, quý thầy, quý sư, kính thưa cộng đồng, chúng con, ca đoàn thiếu nhi thánh thể Anrê Dung Lac, xin gửi đến quý vị bài hát Con có một tổ quốc theo lời dạy của cố hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuật, được phổ nhạc do trưởng Lê Mạnh Hùng, cựu đoàn trưởng. Bài hát miêu tả niềm tự hào dân tộc, lòng kính mến Chúa và yêu quê hương. Niềm tự hào và lòng mến đó được thể hiện các hàng hùng nơi các thánh thử đạo Việt Nam. We are proud to present a song that expresses our love of God and of our country, Vietnam. A love that is expressed proudly and deeply in the lives and sacrifice of the Vietnamese martyrs. Thank you. Thank you.
phổ nhạc bài Con có một tổ quốc của Đức Cố Hồng Vi Phanxicô của Minh Thuận. Bởi vì bài hát Con có một tổ quốc, chắc trong đây quý vị nhiều người đã nghe ca sĩ Khánh Ly hát do cha nhạc sĩ Đỗ Bá Công sáng tác. Thế nhưng bài đó thua xa bài này. Kính thưa quý vị, lịch sử giáo hội Việt Nam lần đầu tiên đã có một nét son tuyệt vời trong hành trình truyền giáo của giáo hội. Đó là lần đầu tiên nước Việt Nam chúng ta có một vị linh mục mà xuất phát từ người thượng. Đã linh mục, nếu con không lầm tên là Đi Nhé, ngài mới được cử vong linh mục ở bên Việt Nam, ở vùng ở miền núi. Quý vị xin một tràng hóa tay để chào mừng vị linh mục đặc biệt của giáo hội Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị. Và nói đến người thượng thì sau đây